Tàu Quang Trung 016 bị va chạm, hư hỏng buộc phải rút khỏi bãi tư chính. Tàu Quang Trung HQ016 đã có mặt tại bãi tư chính từ ngày 17 tháng 8, tuy nhiên đến ngày 22 tháng 8 thì buộc phải rút về đất liền mà không có tàu nào thay thế tại chỗ và phải nhường lại thực địa cho phía Trung Quốc với 6 tàu hải cảnh cỡ lớn, đối đầu cùng với một vài tàu cảnh sát biển cỡ nhỏ của Việt Nam. Trong khi đó có thông tin cho rằng tàu HQ-011 Đinh Tiên Hoàng dự kiến sẽ ra thực địa thay thế tàu Quang Trung HQ-016, nhưng cho đến nay vẫn phải nằm bờ do có chỉ thị không cho xuất kích. Như vậy, sau 5 ngày hỗ trợ tại Bãi Tư Chính, tàu Quang Trung đột ngột phải rút về. Chúng tôi nhận được nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết tàu Quang Trung HQ-016 bị đâm va hư hỏng phải gấp rút quay về đất liền để sửa chữa. Nguồn tin khác lại cho rằng có lệnh từ Bộ Chính trị yêu cầu phải rút tàu khẩn cấp. Do hai nguồn tin khá mâu thuẫn, nên chưa dám khẳng định chắc chắn nguyên nhân vì sao lại rút tàu HQ016. Trong những ngày vừa qua, trên mạng xã hội và trao đổi giữa các chuyên gia đã rộ lên thông tin về Việt Nam đã điều tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung ra khu vực Bãi Tư Chính, sâu bên trong thềm lục địa của Việt Nam, nơi mà tàu khảo sát Trung Quốc, Hải Dương địa chất 8 và nhiều tàu hải cảnh Trung Quốc đang tung hoành. Về phía chính quyền và báo chí Việt Nam, không thấy có thông tin chính thức nào xác nhận hay phủ nhận vụ việc Tuy nhiên trên báo chí Việt Nam lại xuất hiện nhiều bài nói về tính năng và uy lực của tàu Quang Trung, một tàu hộ vệ tên lửa và chống ngầm hiện đại lớp Zepat 3.9 đã được trang bị tên lửa pháo cao xạ phòng không cho đến ngư lôi trực thăng săn ngầm. Trên các mạng xã hội có hai luồng dư luận, một bên cho rằng không có chuyện Việt Nam điều chiến hạm thuộc loại mạnh nhất của mình ra bãi Tư Chính, nhưng một bên kia khẳng định đó là một sự kiện có thật cho đến ngày 22 tháng 8 xuất hiện trên một bài báo lạ tờ tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh đã đăng trên trang chủ một bài chạy tựa Việt Nam không có thông tin chiến hạm Quang Trung được điều ra bãi tư chính nhưng khi bấm vào đường dẫn để đọc chi tiết thì lại hiện lên một bài có nội dung hoàn toàn khác bác bỏ phát ngôn của Trung Quốc nói tàu hải dương 8 hoạt động trong vùng biển của nước này thế nhưng lại có ảnh chụp vị trí các tín hiệu nhận dạng tàu biển ở khu vực bãi tư chính do giáo sư Rian Mattison Trường Hải Chiến Mỹ công bố hôm 16 tháng 8 cho thấy một chiếc tàu của Việt Nam, VPNs Quang Trung, nằm sát đội tàu hải cảnh Trung Quốc gồm 6 chiếc tháp tùng theo chiếc hải dương địa chất 8. Nếu tin vào tín hiệu nhận dạng được ghi lại thì phải thừa nhận rằng chiếc Quang Trung thực sự đã có mặt tại bãi tư chính từ ngày 16 tháng 8 cho đến ngày 20 tháng 8 vẫn còn có mặt tại hiện trường cho đến nay những thông tin do giáo sư Martinson đưa ra đều chính xác và chính ông là người đầu tiên tiết lộ vụ tàu Trung Quốc xâm nhập bãi tư chính tin nhắn trên Twitter của giáo sư Matison vào ngày 20 tháng 8 năm 2019 ghi nhận khảo sát tiếp tục cập nhật việc bố trí các lực lượng ở phía tây đảo Trường Sa kèm theo ảnh vị trí các chiếc tàu chiếc VPNS Quang Trung phải đối mặt với năm tàu hải cảnh Trung Quốc bảo vệ trước hải dương địa chất 8 trong lúc một chiếc tàu có tên Việt Nam là Trường Sa 401012 thì ở cách xa một chút bình luận về khả năng chiếc tàu hộ vệ Quang Trung được phái ra bãi tư chính trong bài phân tích vào ngày 18 tháng 8. Giáo sư Kathayer, Học viện Quốc phòng Úc, Đại học UNSW, thận trọng cho rằng nếu quả thực Việt Nam đã điều tàu Quang Trung HQ016 ra bãi tư chính, điều đó có nghĩa là Việt Nam đã quyết định tiến tới và bán tin cho biết quyết tâm bảo vệ chủ quyền của mình cũng như lực lượng cảnh sát biển đang đóng ở vùng bãi tư chính. Đối với giáo sư Kathayer, việc điều động tàu Quang Trung sẽ cho phép Việt Nam tái lập thế cân bằng lực lượng ở bãi tư chính hiện đang thiên về phía Trung Quốc có nhiều tàu hơn và trọng tải lớn hơn. Bãi tư chính của Việt Nam đang có những diễn biến rất quan trọng. Hai tàu chiến hiện đại của Hải quân Việt Nam đã có mặt tại bãi tư chính để đối đầu với các tàu hải cảnh và kiểm ngư của Trung Quốc. Lần đầu tiên kể từ năm 1994, Việt Nam đã đưa tàu chiến ra đối đầu với các loại tàu của Trung Quốc. Trước đó, vào năm 1994, khi Trung Quốc âm thầm cấp phép cho hãng dầu Mobile của Mỹ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ở bãi tư chính, Việt Nam đã điều nhiều tàu chiến của lữ đoàn 171 đóng tại Vũng Tàu, thực hiện quyết liệt và mạnh mẽ xua đuổi khiến các tàu chiến Trung Quốc và tàu thăm dò địa chấn của Mỹ rút đi trong ê e chè. Trước đó nữa, vào năm 1992, khi Trung Quốc âm thầm cấp phép cho hãng dầu của Mỹ là Creston hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ở Bãi Tư Chính, Việt Nam đã điều động hai tàu chiến của lữ đoàn 171 ra xua đuổi tàu thăm dò của Creston và hai tàu chiến của Hải quân Trung Quốc Trước sự quyết liệt của hai tàu chiến Việt Nam, hai tàu chiến Trung Quốc và tàu thăm dò Crestone đã phải tháo lui. Việc Việt Nam cho hai tàu chiến hiện đại Quang Trung và Trường Sa ra bãi tư chính, theo tôi là một giải pháp hợp lý và mạnh mẽ. Quân đội được thành lập để bảo vệ chủ và bảo vệ đất nước, và giờ chính là lúc hải quân phải có mặt để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi không cho rằng việc Việt Nam cho hai tàu chiến hiện đại xuất hiện tại bãi tư chính có thể dẫn đến một cuộc xung đột vũ trang cục bộ với Trung Quốc. Trung Quốc âm thầm độc chiếm Biển Đông theo cách mềm nắn, rắn buông. Thực tế năm 1992 và năm 1994 đã cho thấy như vậy. Nếu Việt Nam quyết liệt, Trung Quốc sẽ trùn lại. Phía Trung Quốc sẽ không đẩy vụ việc bãi tư chính lên cao để tránh sự phản đối mạnh mẽ của các nước trong khối ASEAN và cộng đồng quốc tế. Và còn nữa, nếu Trung Quốc đẩy mạnh vụ việc bãi tư chính, họ sẽ sợ Việt Nam ngay lập tức rời xa họ và để nhanh chóng ngã vào vòng tay của Mỹ và thế giới dân chủ. Việt Nam không thể lùi bước trước Trung Quốc một lần nữa, Việt Nam không thể mất mát thêm được nữa. Thông tin tiếp theo từ ông Ryan Mattison, trợ lý giáo sư của trường cao đẳng Hải chiến Mỹ, là người đưa tin sớm nhất và cập nhật tin thường xuyên nhất về vụ căng thẳng ở Bãi Tư Chính, cho biết thêm, chiến hạm Quang Trung đã rời khỏi khu vực Bãi Tư Chính. Gần nửa đêm ngày 22 tháng 8 giờ Việt Nam, ông Mattison viết, tàu khu trục cỡ nhỏ Quang Trung đã rời khỏi cuộc xung đột và đang quay trở lại Việt Nam biển đông không còn lối thoát chịu mất biển hay chiến đấu với giặc sự kiện ở bãi tư chính vẫn đang nóng lên từng ngày có tin tàu cộng đã điều động chiến đấu cơ còn bên ta quân chủng phòng không không quân đã họp gấp chúng ta không có đường lui nếu bọn họ chiếm bãi tư chính không những về dầu mỏ mà coi như họ chiếm xong biển đông và hiện thực hóa cái đường lưỡi bỏ khốn kiếp họ sẽ lập tức xây dựng bồi đắp cả bãi này thành một đảo nhân tạo khổng lồ án ngữ kiểm soát toàn bộ con đường biển của cả thế giới và của chúng ta đó là hiện thực nhìn thấy được nếu bãi tư chính lọt vào tay họ. Nhưng việc đó không được phép xảy ra. Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và toàn bộ thế giới văn minh không cho phép xảy ra một hành động du côn, không coi ai ra gì như vậy. Kể từ đường cơ sở tại ven bờ đảo Hải Nam của họ đến bãi tư chính là hơn 800 hải lý, thì họ dựa vào đâu để đòi đó là của họ. Chỉ có thể nói đó là hành động hung hăng, du côn, cậy lớn làm càn của một tên phát xít mới đang trỗi dậy nó không coi luật pháp quốc tế ra gì việt nam chúng ta càng không được phép để điều đó xảy ra không được để mất bãi tư chính đó là mệnh lệnh của thời đại nhưng làm thế nào để giữ được bãi tư chính và những vùng biển thuộc chủ quyền của chúng ta đây là một bài toán vô cùng nan giải với những người có trách nhiệm giữ được biển đảo mà vẫn phát triển được đất nước trong hòa bình. Đấy là là bài toán cấp độ khó được đẩy lên nhiều lần nữa bởi trong cái tình thế này khi thù trong giặc ngoài cấu kết, thậm chí chúng cấu kết một cách công khai, quan chức cấp cao thì cổ vũ làm đặc khu, làm đường cao tốc để rước giặc vào nhà rồi lập kế hoạch lót ổ đợi sẵn phá từ bên trong. Bọn báo chí bưng bô thì viết bài ca ngợi sức mạnh của họ để đe dọa và đánh vào ý chí chiến đấu của quân dân Việt Nam chúng âm mưu thực hiện kế hoạch đánh vào lòng người đó vậy thì bài toán kia giải thế nào đây đã đành chúng ta không thể bỗng dưng mà đem một đất nước mình đi chỗ khác nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không nên coi họ là kẻ thù này nọ cứ phải sống muôn đời bên kẻ thù chẳng phải điều hay ho gì tất nhiên coi là bốn tốt thì lại là một sự mỉa mai hết cỡ trước hết về tư tưởng chúng ta phải luôn coi họ là đối thủ chính là một tay hàng xóm cực kỳ bẩn tính luôn dập dình chờ đợi hở ra chút nào là ngoạm thế thôi. Thế là đã đủ mà luôn có đối sách sẵn sàng thích hợp. Còn những hành động trên thực tế thì sao? Cần phải nhanh chóng canh tân đất nước làm cho dân giàu nước mạnh lên thì sẽ có đủ năng lực để đương đầu với họ. Bài học của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan hiên ngang ngay trước mắt kia kìa. Nhưng làm thế nào để canh tân đất nước? Câu trả lời duy nhất đúng chỉ có một cải cách chính trị triệt đẻ từ bỏ ngay đường lối chính trị độc quyền đã quá lỗi thời chuyển ngay sang thực hiện đường lối chính trị dân chủ xây dựng nhà nước tam quyền phân lập tôn trọng tự do nhân quyền của người dân chỉ có như vậy sẽ phát huy hết tiềm năng để đất nước hóa rồng thế nhưng cũng cần phải có những bước đi thích hợp và bước đi đầu tiên về phía đó theo tôi đó chính là công nhận tự do báo chí tự do ngôn luận báo chí như một nhánh quyền lực thứ tư của xã hội phải được độc lập với ba nhánh quyền lực kia để kiểm soát sự lạm quyền tất yếu của nhà nước. Báo chí tư nhân phải chính thức được thừa nhận và chỉ hoạt động theo pháp luật. Hợp tác quốc phòng toàn diện với Mỹ đó là giải pháp cấp bách cần làm ngay lúc này. Nếu ký được hiệp ước đảm bảo an ninh hàng hải Biển Đông với Mỹ trong chuyến thăm sắp tới của lãnh đạo cao nhất thì là một điều tuyệt vời. Tất nhiên, chúng ta không ai mơ mộng là cứ ngồi yên đó sẽ có người đến bảo vệ nhà cửa cho mình không công và lại những bài học quá khứ gần Hoàng Sa vẫn còn nóng hồi. Thế nhưng, xét về mặt chiến lược của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump và vị trí địa chính trị hiện nay của Biển Đông và Việt Nam, thì rõ ràng ta và Mỹ hiện đang cùng có chung mục đích và quyền lợi. Vậy thì hà cớ gì chúng ta còn chần chừ mà không kết nối với bạn bè mạnh mẽ, hào sảng để kiềm chế tên hàng xóm xấu xa và đê tiện kia? Hơn nữa, về mặt chiến lược quốc phòng, chuyên môn vũ khí, không ai lại cứ lẽo đẽo chạy đằng sau đối thủ cả. Thua ngay cả từ khi chưa đánh, từ bỏ ngay hệ thống vũ khí của Nga đồng dạng với họ để chuyển sang mua và chế tạo vũ khí của Mỹ, khác hệ mới có thể xử lý được họ. Cha ông ta xưa đã luôn dùng đoàn binh để chế trường trận, dùng nước dập lửa, dùng chậm khắc nhanh, dùng ít địch nhiều, vân vân. Đó, có ai nhớ không mà cứ nhắm mắt mà mua Su-30 của Nga, rồi Nga nó bán luôn cho họ Su-35 mua S-300 xong, Nga nó cũng bắn luôn cho họ S-400. Ngu chưa? Có mở mắt ra được chưa? Cá nhân tôi luôn cho rằng, những thằng chủ trì mua vũ khí của Nga không chỉ vì phần trăm hoa hồng mà bọn này chính là rắn điệp đối thủ cài vào, phá ta từ trong đường lối. Bọn này phải bị đem ra xử như những kẻ phản quốc. Nhân nói đến những kẻ phản quốc thì Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, đời nào cũng có. Thế nhưng bán nước một cách công khai trắng trợn như thời nay thì chưa từng có trong lịch sử quan chức cấp cao hò nhau bán nước bằng đường lối, bằng ký kết dự án nhân danh nọ kia. Quan chức cấp vừa bán bằng cách ăn tiền của họ để rồi cho nó làm bậy, ỉa vung ra khắp nơi, đường sắt Cát Linh Hà Đông là một ví dụ sống động. Bọn văn nghệ sĩ chính thức, báo nô, dư luận viên thì được chút công thừa rượu cặn rồi viết bài ca ngợi họ, xỉ vả dân mình, bạn bè mình, thực hiện cái mưu đồ xấu xa, làm liệt tinh thần quân dân, Bọn gian thương khoác áo doanh nhân thì tiếp tay cho hàng hóa lậu, cho họ tràn vào phá hoại sản xuất trong nước, trốn thuế của Mỹ. Thế nên để làm đất nước hùng cường, dân chủ, văn minh, nội trị phải là đầu tiên. Tất cả những tên quan chức cao thấp đã lộ mặt thân tàu phải bị xử lý, phải bị loại khỏi những vị trí trọng yếu của vùng máy nhà nước. Những kẻ ăn theo cũng cần phải có chung số phận như vậy. Những tên nhà báo khốn kiếp viết bài ngợi ca tàu và tổng biên tập các tờ đó phải bị trừng trị ngay toàn dân phải thống nhất ý chí chống xâm lược cao độ, dân chúng cần phải lên tiếng mạnh mẽ, đồng tình ủng hộ những con người trong sạch đang hành động chống tham nhũng, thiết lập lại kỳ cương để rồi dần lái con tàu đất nước Việt vào kỷ nguyên của dân chủ tự do văn minh và hiện đại. Ai cũng biết việc chính trị là nan giải khôn cùng, thế nhưng việc chính trị cấp cao của một đất nước nó cũng là việc liên quan đến từng người dân, vậy nên đừng ai nghĩ nó lan giải mà bưng tai bịt mắt trước thế sự đó không phải là hành động của con người bởi con người không chỉ có biết đến nồi cơm của riêng mình nên đừng bạn nào đọc những dòng cảm nghĩ của tôi sau khi đọc hai cái tin trên mà cười cợt bởi dù là nhà văn hay một công nhân nông dân chúng ta đều đang là một thành viên trong cộng đồng nước việt mỗi tin tức đất nước đang hướng về phía văn minh chẳng phải cho chúng ta một chút hy vọng hay sao hy vọng về một đất nước việt nam hùng cường dân chủ tự do văn minh và hạnh phúc